Đối tượng Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1997, trú tại xã Duy Hải, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, vừa bị bắt giữ sau hơn 3 tháng trốn truy nã. Trước đó vào giữa tháng 9, Quang là đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản tại địa phương. Sau khi phạm tội, Quang bỏ trốn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Duy Tiên đã xác định và bắt giữ Quang khi đang trốn tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Văn Quang theo quy định của pháp luật.